bắt đầu thôi nào. Trong quá trình ôn tập và làm bài về câu điều kiện conditional sentences, các em cần ghi nhớ những lưu ý sau. Trong quá trình ôn tập, điều đầu tiên mà các em phải nắm chắc đó chính là công thức của 4 loại câu điều kiện thường gặp trong các bài thi. Đó là câu điều kiện loại 1, loại 2, loại 3 và loại hỗn hợp. Và với từng loại câu, thì mệnh đề if được chia ở thì nào, mệnh đề chính được chia ở thì nào thì các em cũng phải nắm chắc. Điều thứ hai, đó là ở dạng đảo ngữ của câu điều kiện thì chỉ có mệnh đề if thay đổi, còn mệnh đề chính thì vẫn được giữ nguyên. Và sau đây, cô sẽ giúp các em tổng hợp lại công thức cũng như là dạng đảo ngữ của từng loại câu điều kiện thường gặp trong các bài kiểm tra. Đầu tiên là câu điều kiện loại 1. Đây là câu điều kiện sử dụng để diễn tả một giả định có thể xảy ra ở hiện tại hoặc trong tương lai. Vế if sẽ chỉ ở thì hiện tại đơn, còn mệnh đề chính sẽ chỉ ở thì tương lai đơn. Khi dùng đảo ngữ, chúng ta sẽ thay if bằng should. Sang loại 2 sẽ sử dụng để diễn tả một giả định không có thực ở hiện tại. Vế có if sẽ chia ở thì quá khứ đơn, vế còn lại sẽ chia ở thì tương lai đơn trong quá khứ, nghĩa là would, could cộng verb. Và khi đảo ngữ, các em cần lưu ý rằng ở câu loại 2 chúng ta sẽ luôn sử dụng động từ to be là were với tất cả các chủ ngữ và chúng ta sẽ thay were vào if, sau đó đến chủ ngữ và động từ sẽ là to verb. Loại 3 là diễn tả một điều không có thật trong quá khứ và thường được sử dụng để thể hiện sự nuối tiếc. Vế có if sẽ chia quá khứ hoàn thành, vế còn lại sẽ sử dụng would hoặc could cộng với have cộng verb phân từ 2. Và đảo ngữ, chúng ta sẽ đổi trợ động từ have lên trên đầu. Về loại hỗn hợp, các em sẽ thường gặp loại hỗn hợp 2-3 hoặc 3-2. Về đảo ngữ thì tương tự, vế if là ở loại nào thì các em dùng đảo ngữ của loại đó. Tiếp theo, trong quá trình làm bài, các em cũng phải chú ý những điều sau. Thứ nhất, đó là chúng ta phải dựa vào động từ trong mệnh đề cho sẵn để xác định câu hỏi thuộc dạng câu điều kiện nào. Như trong ví dụ sau, các em có thể thấy rằng ở mệnh đề cho sẵn, động từ được chia ở dạng would by. Đó chính là công thức của câu điều kiện loại 2. Bước thứ hai, khi các em đã xác định được loại câu điều kiện, thì chúng ta sẽ áp dụng công thức đã học để tiếp tục xác định mệnh đề còn lại cần chia động từ ở thì nào. Chỗ trống ở đây, chúng ta sẽ cần một động từ ở thì quá khứ đơn, vì do đây là câu điều kiện loại 2. Ta sẽ ngay lập tức loại trừ được đáp án A và D, do chỉ có đáp án B và C là thuộc thì quá khứ đơn. Tiếp theo, ta sẽ loại trừ đáp án C, do ở trong câu điều kiện loại 2 thì chỉ được sử dụng to be là were. Do đó, đáp án ở đây sẽ là đáp án B. Cô đã vừa tổng hợp lại về kiến thức cũng như là hướng dẫn cách làm bài của câu điều kiện. Vậy bây giờ, để củng cố hơn về phần này, chúng ta hãy cùng làm một bài tập nho nhỏ nhé! Khi nhìn vào câu hỏi số 1, các em có thể thấy rằng ở cả 4 đáp án thì vế có if đều được chia ở thì hiện tại đơn. Tuy nhiên, chúng ta có thể loại ngay được đáp án A và B do chủ ngữ the weather là một danh từ không đếm được, số ít. Thế nên chúng ta chỉ có thể đi được với is. Tiếp theo ta nhận thấy đáp án C có thì tương lai gần. Đây là một thì không được sử dụng trong câu điều kiện. Vậy nên đáp án của câu số 1 sẽ là đáp án D. Sang câu hỏi thứ 2, các em cũng sẽ phải chia động từ ở cả hai vế của câu. Chúng ta sẽ loại đáp án A và D do ta thấy trong câu có động từ to come. Và đây là dạng chỉ xuất hiện trong câu đảo ngữ của câu điều kiện loại 2. Tiếp theo, chúng ta sẽ loại đáp án C, do trong câu điều kiện loại 2, chúng ta chỉ sử dụng động từ to be were với tất cả các chủ ngữ. Vậy đáp án của câu này sẽ là đáp án B, were và with. Sang câu hỏi thứ 3, thì cả 4 đáp án đều cho ta thấy rằng đây là câu điều kiện ở dạng đảo ngữ. Và khi nhìn lên trên câu hỏi, thì động từ take được chia ở dạng verb phân từ, nên ta xác định đây là câu điều kiện loại 3. Do đó ta sẽ loại đáp án C là câu điều kiện loại 1 và đáp án D câu điều kiện loại 2. Tiếp theo, các em sẽ thấy ở vế sau của câu hỏi có từ now thể hiện đây là thì hiện tại. Do đó các em có thể thấy có sự lệch thì giữa hai vế. Từ đó ta suy ra đây là câu điều kiện dạng hỗn hợp
Vế đầu, vế ít là loại 3 và vế sau là loại 2. Từ đó ta có thể tiếp tục loại trừ đáp án B và chỉ còn đáp án cuối cùng là đáp án A. Phần ôn tập và hướng dẫn cách làm bài của câu điều khiển xin được kết thúc tại đây. Chào các em, chúc các em ôn tập và làm bài thật tốt.